Trời à, bỏ thuốc mê à? Lắc cho tan đều. Đã có cách. Bạn ăn kẹo sô-cô-la này. Cảm ơn. Mời bạn uống nước. Để ăn kẹo trước đã. Ngọt ngào mê say. Ngon đỉnh của chóp. Bà chủ lấy thêm 2 hộp. Uống thôi nào. Nước này uống có ngon không? Ngon chứ sao. Ngãy cho bột ô mai để chị táo bón. Cái gì? Mình khỏi rồi. Ăn kẹo tiếp nào. Hướng dẫn cách để ăn chùa. Làm gì kỳ vậy? Làm sao? Bạn ăn thêm 2 cái chân nữa nhé. Chân gà ủ cay ngon lắm. Vì đây trời. Bực cả mình. Kế hoạch hoàn thành. Mình về thôi. Mời thanh toán tiền ăn ạ. Cũng được thôi. Nếu muốn được tuyển, bạn có 1 phút để thể hiện mình. Đem tôi đây. Còn 20 giây. Hôn một cái. Mời đi, còn 15 giây. Tôi đã có cách, mời ăn thử bánh này. Toàn tan đã mồm. Ngon ngon nhức nách. Bánh này rất ngon, nhưng chưa đủ. Cách cuối cùng. Trời ơi quá đỉnh, mê quá đi thôi à. Đồ ăn bị khách bỏ mứa. Ra gặp tôi ngay. Ông chủ, sao vậy? Đồ ăn hỏng à, ăn thử tôi xem. Vẫn ngon lắm mà. Vì vậy, để tôi thử xem. Ngon thật đấy. Quá ngon luôn. Sao ăn hết của tôi, vừa đi lấy đôi đũa. Cái gì? Xấu hổ quá đi. Gì vậy? Sao mở gói hàng của tôi? Mở hộ thì làm sao? Ý kiến gì? Nhưng mà... Làm gì đâu mà ngại. Trả cho đấy. Bực cả mình. Mở nào. Lại có gói hàng à? Đừng mà, đây là của sếp. Thì mở hộ thôi có sao đâu. Là kẹo sô-cô-la. Ngon ngọt dẻo thơm. Nhân kem béo ngậy. Ăn kẹo này ngon không? Quá ngon luôn. Chào sếp. Thế khi nào ăn xong, dọn đồ biến khỏi đây. Ngâm chân thật mát. Không ổn. Anh làm gì thế? Dám dùng điện thoại lúc làm à? Bà chủ. Chào bà chủ. Làm việc rất chăm chỉ, đây là tiền thưởng. Cảm ơn nhiều ạ. Thêm bịch cua tẩm cay nữa. Để em ăn thử. Dai dai sần sật. Ngon không dứt mồm. Cho thử miếng này, đùa đấy. Món này, ngon đỉnh của chóp. Còn cô. Bà chủ, để em tự phạt. Điện thoại của mình.